Sau một tuần kể từ thời điểm Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo chính thức tuyên bố bác bỏ hầu hết những yêu sách vô lý của Trung Quốc ở Biển Đông, có thể thấy tình hình ở vùng biển này đang nóng hơn bao giờ hết. Mối quan hệ Mỹ-Trung gần như chẳng thể cứu vãn khi hai bên liên tục có những động thái đáp trả cả về lời nói và hành động. Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng, tại sao Mỹ lại thay đổi lập trường về Biển Đông ở thời điểm này? Mỹ-Trung sẽ tiếp tục làm gì ở Biển Đông? Bên cạnh đó, các quốc gia Đông Nam Á sẽ có những động thái như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong bản tin cập nhật tình hình mới nhất về Biển Đông của FBNC ngay sau đây. Ngay sau các tuyên bố bác bỏ yêu sách của Trung Quốc hay việc sẽ thay đổi lập trường và sánh vai cùng các quốc gia Đông Nam Á về vấn đề Biển Đông của Mỹ, hàng loạt các quốc gia như Anh, Úc, Malaysia, Indonesia, Đài Loan đã thể hiện sự đồng tình và cùng lên tiếng ủng hộ quyền tự do hàng hải tại vùng biển này. Bàn về lý do tại sao Mỹ lại có những động thái như vậy về vấn đề Biển Đông, giáo sư Kyle Tyre, Đại học New South Wales, Học viện Quốc phòng Úc cho biết, với tuyên bố ngày 13 tháng 7 của Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo về việc Mỹ đã từ bỏ chính sách không chọn phe trong vấn đề tranh chấp chủ quyền, mà chuyển sang hoàn toàn ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài về vụ Philippines kiện Trung Quốc. Giới quan sát cho rằng, phát biểu mạnh mẽ của Ngoại trưởng Mỹ, nhất là việc ủng hộ tuyên bố chủ quyền của các quốc gia Đông Nam Á đối với vùng đặc quyền kinh tế của họ, sẽ dẫn tới tác động cân bằng chống lại Trung Quốc. Theo giáo sư Taylor, có hai lý do để Mỹ thay đổi chính sách vào thời điểm hiện nay. Thứ nhất, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang coi chống Trung Quốc là chủ đề chính trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Trước đó, Mỹ chống Trung Quốc về các chính sách thương mại, sự can thiệp vào vấn đề nội bộ Hồng Kông, cách xử lý đại dịch COVID-19. Giờ đây, Mỹ chống Trung Quốc cả về việc nước này bắt nạt đe dọa các quốc gia ven Biển Đông. Thứ hai, Mỹ đã chỉ đích danh việc bắt nạt và hăm dọa của Trung Quốc đối với các quốc gia ven biển, đặc biệt là đối với các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của họ. Chính quyền ông Trump đã tăng cường sự hiện diện hải quân và không quân tại Biển Đông thông qua việc gia tăng tuần tra tự do hàng hải và các cuộc tuần tra hiện diện khác trong năm nay. Điều này đã được chứng minh bằng việc Mỹ điều hai tàu chiến đến vùng biển Malaysia để chống lại hoạt động của một tàu khảo sát Trung Quốc và để hai nhóm tác chiến tàu sân bay tập trận. Theo giáo sư Tyre, tuyên bố ngày 13 tháng 7 của Ngoại trưởng Pompeo được thiết kế để tạo lý do pháp lý cho các hành động của Mỹ và để căn chỉnh cho Mỹ gần hơn với Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Indonesia. Các quốc gia ven biển sẽ phải xác định mức độ hợp tác với Mỹ để đẩy lùi các đội tàu cá, dân quân biển và hải cảnh Trung Quốc hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của họ. Một số nước có thể lo ngại việc sát cánh với Mỹ sẽ dẫn tới việc Trung Quốc gây sức ép với họ, ông Tyre nhận định. Căng thẳng Mỹ-Trung sau tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo đã thể hiện rất rõ ở những màn đấu tố, từ mạng xã hội ảo đến các buổi họp báo trực tiếp giữa các nhà cầm quyền. Chưa dừng lại ở đó, hai quốc gia này đã biến lời nói thành hành động khi liên tục có những màn tập trận hay so kè khí tài ở Biển Đông. Cụ thể, một lữ đoàn thuộc chiến khu Nam Trung Quốc đã tổ chức cuộc diễn tập tại Biển Đông với máy bay tiêm kích ném bom GH-7, theo Hoàn cầu Thời báo dẫn lại thông tin từ Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc CNA. Trước đó, tạp chí Forbes đã dẫn hình ảnh vệ tinh cho hay ít nhất 4 chiến đấu cơ J-11B của Trung Quốc hiện diện trên đảo Phú Lâm ngày 15 tháng 7. Đảo này nằm trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp. Sự hiện diện phi pháp của những chiến đấu cơ J-11B nói trên là dấu hiệu mới nhất cho thấy Trung Quốc đã tăng cường quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa. Cùng ngày, nhóm tác chiến trên tàu sân bay Nimitz và nhóm tác chiến trên tàu sân bay Ronald Reagan của Hải quân Mỹ cũng đã tiến hành cuộc tập trận chung ở Biển Đông. Bên cạnh đó, theo các nguồn tin xác nhận, máy bay trinh sát E-8C của Không quân Mỹ được trang bị hệ thống radar, thông tin liên lạc và các thiết bị điều khiển chuyên dụng, được trông thấy ở ngoài khơi cách bờ biển tỉnh Quảng Đông khoảng 72 hải lý. Đây là lần thứ ba trong tuần, máy bay trinh sát của Mỹ được phát hiện đang hoạt động tại khu vực này. Giới phân tích cho biết, máy bay trinh sát Mỹ có thể theo dõi hoạt động triển khai và những di chuyển của quân đội Trung Quốc dọc theo bờ biển. Trong vài tuần qua, Mỹ đã nhiều lần đưa chiến đấu cơ tới hoạt động xung quanh đảo Đài Loan và gần bờ biển Trung Quốc. Hôm 29 tháng 6, ít nhất 4 máy bay trinh sát và một máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ đã bay ở khu vực phía nam và tây nam của đảo Đài Loan. Trong thời gian này, Trung Quốc liên tục có những động thái gia tăng khí tài ở Biển Đông. Tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm nay ngày 19 tháng 7 đã khoe rằng, việc Trung Quốc hạ thủy tàu nghiên cứu khoa học mới được cho là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy khả năng thăm dò biển của nước này ở Biển Đông. Tàu nghiên cứu khoa học mang tên thực nghiệm 6 được hạ thủy tại thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông Trung Quốc hôm 18 tháng 7. Với vốn đầu tư là 517,5 triệu nhân dân tệ, tương đương 74 triệu đô la Mỹ, tàu thực nghiệm 6 có chiều dài 90,6 m, chiều rộng 17 m và lượng giãn nước là 3.990 tấn. Tàu thực nghiệm 6 có vận tốc tối đa hơn 30 km/h,
có thể hoạt động liên tục 60 ngày và chở tổng cộng 60 thành viên thủy thủ đoàn. Dự kiến tàu sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2021. Trong vài năm gần đây, Trung Quốc đã điều tàu nghiên cứu thám tác số 1 hoạt động ở Biển Đông, trong đó có lần ngang nhiên hoạt động ở vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chuyên gia Jay Batongbako, Giám đốc Viện các vấn đề hàng hải và luật biển tại Đại học Philippines hồi tháng 3, đã đưa ra lời cảnh báo Bắc Kinh có thể dùng nghiên cứu khoa học biển để củng cố các quyền quá đáng của Trung Quốc và cố đẩy mạnh quyền lực biển, theo tờ Philippine Star. Nối tiếp những hành động của Mỹ ở Biển Đông, không quân Mỹ đã điều hai máy bay ném bom B-1B đến đảo Guam khi hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tiếp tục diễn tập chung và thực hiện các chiến dịch ở Biển Đông. Báo Star and Drift dẫn thông báo từ không quân Mỹ cho hay, hai chiếc máy bay B-1B nói trên bay từ căn cứ không quân Ellsworth, bang Nam Dakota, sẽ thực hiện các hoạt động của lực lượng máy bay ném bom từ căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam. Hai chiếc B-1B sẽ tham gia huấn luyện với các quốc gia đối tác và đồng minh cùng với các lực lượng khác của Mỹ. Việc triển khai B-1B lần này cũng nhằm ủng hộ các sứ mệnh răn đe chiến lược củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở khu vực, theo không quân Mỹ. Không quân Mỹ điều hai chiếc B-1B đến đảo Guam trong lúc hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan tiếp tục diễn tập chung và tiến hành các chiến dịch ở Biển Đông, chỉ vài ngày sau khi Mỹ ra tuyên bố chính thức bác bỏ yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trong khu vực. Tiếp tục có những động thái phi pháp tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trung Quốc đã điều 4 chiến đấu cơ, trong này có loại J-11B, 4 chiếc còn lại là JH-7, có biệt danh phi báo, chủ yếu phục vụ trong lực lượng không quân của Hải quân Trung Quốc. Nhóm chiến đấu cơ bị phát hiện đang xếp hàng trên đường băng Trung Quốc xây trái phép ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Theo giới phân tích, đây là số lượng máy bay quân sự có thể quan sát được trên Phú Lâm nhiều nhất trong vài năm trở lại đây. Không loại trừ số máy bay đang đồn trú trái phép tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam còn nhiều hơn con số 8. Với nhiều chiếc khác đang nằm trong nhà chứa máy bay và vệ tinh không thể chụp được ảnh, việc cho 8 chiến đấu cơ xếp hàng trên đường băng Phú Lâm dường như là một hành động cố tình phô trương sức mạnh để đe dọa các nước. Động thái diễn ra cùng thời điểm hai tàu sân bay Mỹ quay lại Biển Đông tập trận chỉ sau 2 tuần. Chỉ dừng lại ở đó, theo tờ South China Morning Post dẫn hai nguồn tin tiết lộ, Trung Quốc dự kiến hạ thủy tàu sân bay thế hệ mới Tuyếp 002 trong năm tới và đang đẩy nhanh công trình đóng chiếc thứ hai thuộc thế hệ này. Cụ thể, chiếc tàu sân bay Tuyếp 002 thứ nhất đã bắt đầu trải qua quá trình lắp ráp cuối cùng. Chiếc Tuyếp 002 thứ nhất với lượng giãn nước khoảng 85.000 tấn được bắt đầu đóng trong năm 2015 và đây sẽ là tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc theo sau hai tàu Liêu Ninh và Sơn Đông. Tàu sân bay Sơn Đông là hàng không mẫu hạm tự đóng đầu tiên của Trung Quốc, có lượng giãn nước khoảng 65.000 tấn với phần mũi hết lên. Tàu Sơn Đông dựa theo nguyên mẫu của tàu Varia mà Trung Quốc mua lại của Ukraine vào năm 1998 và đổi tên thành Liêu Ninh. Không như hai chiếc đầu tiên được trang bị bệ phóng kiểu nhảy cầu Skytrum, tàu Tuyếp 002 sẽ sử dụng hệ thống phóng máy bay điện từ tối tân của thế giới, tương tự hệ thống trang bị cho tàu sân bay lớp Bridger Fox của Mỹ. Theo South China Morning Post, hệ thống phóng mới cho phép phóng nhiều máy bay hơn trong thời gian ngắn hơn so với bệ phóng kiểu nhảy cầu. Tuy nhiên, Mỹ hiện vẫn là quốc gia có lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới, vận hành 11 tàu sân bay và đang đóng thêm 2 chiếc nữa. Lại nói về động thái của các quốc gia khác về tình hình Biển Đông. Mới đây nhất, Bộ Quốc phòng Malaysia ra tuyên bố, trong đó nhấn mạnh, quốc gia này kiên định lập trường rằng vấn đề Biển Đông phải được giải quyết theo cách hòa bình và hợp lý, thông qua đối thoại và tham vấn. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, Bộ trưởng An ninh kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ismail Sabri Yaakob của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kono Taro đã có cuộc điện đàm song phương, trong đó có vấn đề Biển Đông. Tuyên bố nêu rõ hai bộ trưởng đã đề cập vấn đề về bối cảnh an ninh toàn cầu đầy biến động, về các lợi ích chung và quan ngại chung, trong đó có Biển Đông. Đồng thời, Bộ trưởng Ismail Sabri đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các bên phối hợp bảo vệ hòa bình, an ninh và ổn định tại vùng biển này. Nối tiếp các hoạt động tập trận của mình, các lực lượng phòng vệ mặt đất, trên biển và trên không của Đài Loan đã phối hợp diễn tập bắn đạn thật, mô phỏng kịch bản chống trả trước một thế lực xâm lấn từ bên ngoài, theo hãng tin Reuters đưa tin. Trong nội dung diễn tập chống đổ bộ, các tiêm kích F-16 và máy bay chiến đấu Kinh Quốc đa nhiệm nội địa đã khai hỏa tên lửa vào các mục tiêu giả định. Các xe tăng di chuyển vượt địa hình và bắn pháo phá hủy các mục tiêu trên bờ biển. Khoảng 8.000 lính của cả ba lực lượng tham gia cuộc diễn tập tổ chức trên dải đất ven biển gần thành phố Đài Trung của Đài Loan. Cuộc tập trận mang tên Hán Quang là hoạt động diễn tập quân sự lớn nhất thường niên được triển khai trên lãnh thổ này.
Bên cạnh đó, theo tờ Sankei News, dẫn lời các nguồn tin cho biết chính phủ Nhật Bản muốn kết hợp chia sẻ thông tin về việc xuất khẩu radar phòng không cho Philippines nhằm tăng cường khả năng giám sát biển Hoa Đông và biển Đông của cả hai bên. Tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản đã trúng thầu hồi đầu tháng 3 và xuất khẩu 4 hệ thống radar phòng không cho Philippines. Nhật Bản và Philippines dự kiến sẽ ký hợp đồng chính thức tổng trị giá khoảng 10 tỷ yên, tương đương 90 triệu đô la Mỹ trong tháng 7. Theo tờ Asahi Shimbun, sau khi hai bên ký hợp đồng chính thức, Mitsubishi sẽ bàn giao 3 hệ thống radar cố định cùng một hệ thống radar di động để phát hiện và theo dõi máy bay. Philippines dự kiến sẽ triển khai một hệ thống radar ở phía bắc bán đảo Luzon, nơi có thể giám sát eo biển Ba Sĩ. Trong những tháng gần đây, máy bay quân sự Trung Quốc thường bay đến biển Đông, biển Hoa Đông, di chuyển qua eo biển Miyako và eo biển Ba Sĩ. Nếu Nhật Bản cung cấp thông tin khi máy bay quân sự Trung Quốc bay qua eo biển Miyako, thì Philippines có thể cảnh giác trước. Ngược lại, Philippines cũng có thể chia sẻ thông tin về máy bay quân sự Trung Quốc di chuyển qua eo biển Ba Sĩ. Tờ The Sankei News đưa ra thông tin trên giữa lúc Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động quân sự ở biển Đông và biển Hoa Đông. Có thể thấy, căng thẳng Mỹ-Trung đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó, các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á cũng đã có những động thái nhằm bảo vệ chủ quyền trong khu vực. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình Biển Đông trong các bản tin tiếp theo.